Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Dòng chảy cuộc đời. 8 kiểu người sắp bị xã hội đào thải nếu không chịu thay đổi. Xã hội hiện nay đang thay đổi với tốc độ chóng mặt, nhưng có một số người cứ như là nước chảy bèo trôi, không biết tự nâng cao bản thân để cuối cùng bị xã hội đào thải. Hãy tránh đi để bước kịp thời đại nhé. 1. Người không học hỏi thêm ngoài thời gian làm việc. Khác biệt trong công việc giữa người với người là cách sử dụng thời gian ngoài thời gian làm việc. Người luôn có thời gian rảnh rất khó thành công. Người lúc nào cũng bận rộn mới rất có thể sẽ thành công. Khoảng thời gian ngoài 8 tiếng làm việc quyết định hiện tại và tương lai của bạn. Có học tập thì mới có quyền lựa chọn, không có tri thức thì không có thưởng thức. Vì vậy, muốn có thưởng thức thì bạn phải bước vào phòng học. Không phải xã hội phát triển quá nhanh mà là tư duy của chúng ta quá chậm. Tại sao chúng ta tư duy chậm? Là do chúng ta không chịu học thêm. Hai đau thương lớn của đời người là thành vợ chồng rồi thì không yêu nữa, tốt nghiệp xong thì không học nữa. Cự tuyệt học tập chính là cự tuyệt phát triển. Phụ huynh không học tập sẽ bị con cái bỏ xa, làm khoảng cách giữa hai thế hệ ngày càng lớn. Người học tập giống như một cây cao lớn, tự nhiên sẽ có những bụi cây cao mọc xung quanh. Một người không học sẽ tách rời với xã hội, không theo kịp tiến độ của thời đại, như người sống ở thế kỷ 21 nhưng tư tưởng lại ở thế kỷ 20. Vậy rốt cuộc là phải học cái gì? Từ công thức thành công, tìm ra điểm yếu của mình rồi khắc phục nó. Thành công bằng 40% quan niệm tư tưởng cộng với 40% quan hệ xã hội cộng 20% năng lực chuyên môn. Bạn cần có hai mảnh đất, một mảnh để ban ngày no bụng, một mảnh để buổi tối trồng trọt cho tương lai. 2. Người không chịu tiếp thu cái mới. Một ý tưởng mới, một phát minh mới nào đó đều có vai trò quan trọng trong sự phát triển của xã hội. Thế nhưng, nếu một cái mới vừa ra đời lại bị hoài nghi cự tuyệt thì không thể đưa đến xu thế phát triển. Vậy nên, xu thế không thể dùng con mắt để nhìn mà phải dùng nhãn quan để phán đoán. Ai nắm bắt được xu thế sẽ nắm bắt được tương lai, không nên lấy suy luận làm kết luận, chỉ sử dụng những cái mình biết để phán đoán tương lai. Người mắt điếc tai ngơ trước cái mới nhất định sẽ bị xã hội đào thải. 3. Người chỉ dựa vào mình, đơn đả độc đấu. Thế kỷ 21 là thời đại anh hùng thoái vị, tập thể lên ngôi. Nơi nào xây dựng được tập thể tốt thì nơi đó sẽ chiếm được thị trường. Bạn nên biết 1 cộng 1 bằng 2 là toán học, còn 1 cộng 1 bằng 11 là kinh tế học. Bạn dễ dàng bẻ gãy một chiếc đũa, nhưng 10 đôi đũa bó lại thì bạn không thể bẻ gãy. 4. Người có tâm lý yếu ớt dễ bị tổn thương. Phát sinh sự việc to nhỏ không quan trọng, cách nghĩ và cách nhìn của bạn mới là quan trọng. Bản thân sự việc không làm tổn thương bạn mà chính cách nghĩ của bạn khiến bạn tổn thương. Trong cuộc sống, luôn có những chuyện không như ý xảy đến với bạn. Nếu tâm lý của bạn yếu đuối, dễ bị tổn thương, bạn sẽ rất dễ bị xã hội đào thải. 5. Người chỉ có một nghề, không có năng khiếu nào khác. Các chuyên gia kinh tế dự đoán rằng năm 2000 có 50 ngành nghề bị đào thải. Không có nguy cơ chính là nguy cơ lớn nhất, thỏa mãn với hiện tại là cái bẫy khổng lồ. Khi đắc ý nhất nên tìm đường lui cho mình, đừng đợi đến lúc không được như ý mới tìm đường lui. 6. Người thiển cận toàn so đo tính toán những chuyện trước mắt. So bì tị nạnh những việc nhỏ nhặt trước mắt sẽ đánh mất đi tương lai. So đo món tiền nhỏ sẽ đánh mất món tiền lớn. Không có tầm nhìn xa trông rộng sẽ dẫn đến hẹp hòi. Một loại đầu tư tốt nhất trên thế giới và không có rủi ro chính là đầu tư vào học tập. Học tập có thể giúp người ta có tầm nhìn xa, học mới thấy được xu thế của tương lai. 7. Người có khả năng thương lượng kém. Cổ nhân nói chuyện nhỏ không nhẫn hay nổi cáu, không thể mưu sự chuyện lớn. Chỉ số thông minh cao có thể tìm được một công việc tốt. Người biết thương lượng trong hoàn cảnh khó khăn là người có thể đạt tới đỉnh cao. Trên thế giới, người gặp phải khó khăn liền trốn tránh trách nhiệm chiếm đến 80%. Người gặp phải chuyện khó khăn có thể giải quyết một cách dễ dàng chiếm 15% là những người thành công. 5% còn lại, dù có đốt đèn lồng đi tìm cũng khó thấy, chính là những con người sẽ trở thành những nhân vật đỉnh cao.
các nhà tâm lý học đã tổng hợp ra 4 trường hợp sau. Người có năng lực nhưng nóng tính, có tài nhưng không gặp thời. Người có năng lực mà không nóng tính, sự nghiệp phát triển thuận lợi. Người không có năng lực mà lại nóng tính, không làm nổi chuyện gì. Người không có năng lực cũng không nóng tính, được người khác giúp đỡ. 8. Người quan niệm lạc hậu, tri thức cổ hủ. Thực phẩm hết hạn sử dụng không thể ăn, quan niệm quá hạn không thể sử dụng. Trong thế kỷ 21 này, thành công không phải là bạn vượt qua bao nhiêu người, mà là bạn giúp đỡ bao nhiêu người. Kẻ địch lớn nhất không phải là người khác mà là chính mình. Thành công là biết phát huy được ưu điểm, thất bại lại tổng hợp của khuyết điểm. Không nên cậy mình là người cao lớn, làm ra vẻ người lớn, cho rằng thế này là đúng, thế kia là sai. Hãy học cách đặt mình vào vị trí của người khác thì thế giới này mới thuộc về bạn. Hiện nay, đang trong tình cảnh cạnh tranh vô cùng kịch liệt, hãy tận dụng thời gian và không ngừng học tập, bồi dưỡng khả năng quan sát, bạn sẽ nắm vững được tương lai. Tiếp theo là 10 sai lầm của người mới tìm việc, giúp bạn kinh nghiệm hơn trong lần sắp tới. Háo hức, nhiệt tình, có hiểu biết về công nghệ và luôn cập nhật các kỹ năng xu hướng mới nhất trong lĩnh vực mà bạn theo đuổi, nhưng bạn lại không thể xin được việc. Khám phá ngay 10 sai lầm hàng đầu mà bất kỳ người mới tìm việc nào cũng mắc phải. 1. Đặt quá nhiều hy vọng vào điểm trung bình. Một sai lầm của những người lần đầu tiên tìm việc là tin rằng trình độ học vấn cao là yếu tố quan trọng nhất. Stephen Kinkade, điều phối viên chương trình của Trung tâm Lãnh đạo và Nghề nghiệp Quackley tại Đại học Monmouth, Illinois đã nói: sinh viên tốt nghiệp ra trường cần có phẩm chất lãnh đạo và khả năng trình bày rõ ràng về những kinh nghiệm có thể tạo nên một cá nhân toàn diện như thế nào. 2. Đã tìm hiểu nhưng không đủ. Câu hỏi "Bạn biết gì về công ty chúng tôi?" được xem là câu các nhà tuyển dụng hỏi nhiều nhất. Nhưng câu trả lời cho nó không hề đơn giản như bạn nghĩ. Đừng xem thường và trả lời qua loa. Hãy thể hiện sự quan tâm, đồng thời thể hiện sự chuẩn bị kỹ càng của mình bằng cách tìm hiểu thật kỹ về công ty bạn ứng tuyển. Tìm hiểu cả đối thủ cạnh tranh cũng là một cách để có câu trả lời thông minh đấy. 3. Không cập nhật về các xu hướng ngành nghề. Nếu chỉ tập trung tìm hiểu về vị trí ứng tuyển, công ty ứng tuyển, đối thủ cạnh tranh mà không cập nhật xu hướng ngành nghề, thì những câu hỏi liên quan đến vấn đề này sẽ khiến bạn lung tung đấy. Một sự chuẩn bị hoàn hảo cùng với tầm nhìn xa, kiến thức ngành sẽ khiến nhà tuyển dụng muốn săn bạn cho bằng được. 4. Chỉ cân nhắc về các công việc toàn thời gian. Ứng viên lần đầu tìm việc thường xem nhẹ lợi ích của công việc ngắn hạn, tạm thời và các dịch vụ giới thiệu việc làm. Công việc tạm thời có thể trở nên giá trị vì nó mang đến cho bạn nhiều kinh nghiệm làm việc ở những nhiệm vụ khác nhau. Nhiều đơn vị có cung cấp các khóa đào tạo để qua đó những người tìm việc có thể tham gia học, vận dụng nó làm đòn bẩy để tìm kiếm công việc có chiến lược hơn. Hãy tạo ra giá trị cho công việc dù là việc nhỏ nhất. 5. Chỉ tập trung vào các công việc liên quan đến bằng cấp của bạn. Dylan Switzer, giám đốc tuyển dụng của Enterprise Holding đã nói rằng những người mới bắt đầu tìm kiếm công việc thường nghĩ rằng họ chỉ có thể làm việc trong lĩnh vực liên quan trực tiếp đến chuyên môn đã học và chỉ có thể ứng tuyển vào một ngành nghề cụ thể. Bạn đã tập trung vào học hỏi những chuyên môn mình quan tâm và hứng thú, nhưng điều này không có nghĩa là bạn phải đóng khung mình vào một dạng cơ hội việc làm. 6. Khi dự phỏng vấn, chỉ nói về bản thân chứ không về công ty. Nhiều ứng viên đã dành hết thời gian trong cuộc phỏng vấn lần đầu của mình để trình bày rằng tại sao họ cần một công việc, họ muốn bao nhiêu phúc lợi từ công ty. Thay vì nói về cách họ sẽ giải quyết các vấn đề cho công ty và có thể mắc những điều này vào buổi phỏng vấn thứ hai hoặc khi có quyết định tuyển dụng. Ai cũng nhận thức được thực tế là mọi người cần một công việc. Nhà tuyển dụng muốn biết lý do vì sao họ nên tuyển bạn, tại sao bạn là ứng viên xứng đáng để lựa chọn. 7. Mặc trang phục không phù hợp trong môi trường chuyên nghiệp. Người tìm việc lần đầu thường không biết cách để xuất hiện với một trang phục phù hợp môi trường công sở. Lindy Witcher, giám đốc phát triển tại Rasmart,
tổ chức chuyên cung cấp các giải pháp quản lý nghề nghiệp cho các công ty thế hệ mới chia sẻ. Cách bạn ăn mặc sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến cách nhìn nhận của người khác về bạn, và dù muốn hay không, họ xem đó là chuyện nghiêm túc. Vì lý do đó, hãy đảm bảo bạn luôn ăn mặc chuyên nghiệp khi đi phỏng vấn hoặc đến gặp những mối quan hệ mới. Nếu bạn không chắc cái nào là phù hợp, hãy hỏi ý kiến của vài người bạn tin tưởng là có kinh nghiệm và thành công trong lĩnh vực chuyên môn của họ. 8. Thiếu nhiệt tình. Sự nhiệt tình luôn quan trọng để xem xét khi tuyển một vị trí. Nếu bạn xuất hiện trong vẻ ngoài buồn chán, hoặc nếu bạn không thể làm gì tốt hơn trong khi phỏng vấn hoặc gặp gỡ, thì các nhà quản lý nhân sự không thể xem bạn là một ứng viên tiềm năng. Hãy thể hiện nhiệt tình không chỉ thông qua cuộc trò chuyện, mà còn bằng những hiểu biết của bạn về công ty cũng như sự quan tâm đến vị trí ứng tuyển. 9. Chú trọng vào tiền lương. Chap Pitzkaiser, diễn giả về sự nghiệp và cuộc sống cho các chuyên gia trẻ, đồng thời là tác giả sách Embracing the Real World, The Black Human's Guide to Life After College, đã nói rằng những người trẻ thường không nhìn vào bức tranh lớn khi quyết định có nên hay không chấp nhận một vị trí làm việc, mà thay vào đó tập trung quá nhiều vào tiền lương. Nhưng họ sẽ vui được thế nào với một công việc có mức lương cao nhưng không có phúc lợi nào khác? Việc đi lại thường xuyên gây đau đầu và khối lượng công việc khiến họ phát điên. Mọi thứ về công ty cũng như những gì họ có thể và không thể cung cấp cho bạn đều nên được cân nhắc kỹ trước khi chấp nhận hoặc từ chối một lời mời làm việc. 10. Dù biết nhưng vẫn chấp nhận một công việc không hợp. Có những khoảng thời gian khó khăn và không phải lúc nào chúng ta cũng đủ sáng suốt để cố gắng chờ đợi được công việc trong mơ của mình. Tuy nhiên, khi bạn nhận thấy cảm giác không ổn, bạn biết đây là một công việc gần như không khớp với các kỹ năng và cá tính của mình, hãy khôn ngoan để vượt qua. Nếu có điều còn chưa chắc, nên trao đổi với một người cố vấn trước khi có quyết định không thể thay đổi. Để theo dõi thêm các video mới trên kênh Dòng chảy cuộc đời, bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh và bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn.